chào Việt Hoàng. Hôm nay Lan Chi Vô mời Việt Hoàng cùng đi dạo với Lan Chi Vô vòng Nha Trang vào ban đêm bởi vì ngày giáp Tết. Hiện tại Lan Chi Vô đang từ chợ Đầm, xuất phát từ chợ Đầm lên chỗ đường Phan Bội Châu này, rồi cái ngang Trung Trung này. Giờ qua đây đường Thống Nhất rồi. Mình sẽ chạy một vòng vào ban đêm giữa đường phố Nha Trang nhiều nhiều phương rồi. Giờ này thì nó cũng hơi vắng rồi, 9 giờ rồi nên là xe cộ cũng vắng. Mình đang đi trên con đường Thống Nhất rồi, đường Thống Nhất về đêm rồi. Tết đã tràn ngập khắp phố biển Nha Trang.
mai của nó là mai dạng như mai cúc, mai nó cũng bút rất là nhiều đấy. Ngày nãy dưới đường lên tôn mình thấy chỗ ngã bảy, một cây ngã bảy họ cũng bán nữa. Rồi vừa rồi Lan cho vô chia sẻ sơ về con đường Phan Bội Châu cũng như đường ba người và của Nha Trang về đêm những ngày giáp Tết. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé, chào quý vị.